không nhìn xem, đứa bé này vừa mới sinh ra đã được mặc áo giáp trụ. Người mẹ cho rằng cậu là điểm báo không tốt, nên thả đứa bé trôi sông để cậu tự sinh tự diệt. Xuôi theo dòng nước chảy xiết, chiếc làn trôi ngày càng xa. Người mẹ hối hận rồi, cô muốn đưa đứa bé trở về nhưng đã không kịp nữa. Lúc đó mặt trời biến đổi giống như một quả cầu lửa, đại dương cũng nổi sóng, có thể thấy đứa bé đang rơi vào nguy hiểm. Nhưng lúc đó một người đàn ông đột nhiên nhảy từ vách núi xuống biển. Anh ta dùng hết sức bơi về phía đứa bé. Vào lúc anh ta vớt được đứa bé từ dưới nước lên, cột sóng thần cao lên tới hàng vạn mét đột nhiên dừng lại. Mặt trời cũng trở lại bình thường. Thì ra đứa bé này không phải là điểm báo không tốt, ngược lại cậu bé còn là biểu tượng của may mắn. Mọi người mau nhấn like để hưởng cái may mắn đi. Cậu bé được người đàn ông tên là Harun đưa vào bờ bình an. Nhưng người vợ đang mang thai của anh ta là Asita, vì gặp chuyện kinh hãi nên ngất đi. Harun ôm đứa bé về nhà, đúng lúc gặp bà đỡ đang trên đường đến đỡ đẻ cho vợ mình. Để không bị người khác nghi ngờ về sự ra đời của đứa bé, Harun đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Bà đỡ đến cửa nhà một người đàn ông, vừa mở cửa đã nhìn thấy trên tay anh ta đang bế một đứa bé. Harun nói với bà đỡ, Asita đã sinh một bé trai, vẫn còn một đứa bé trong bụng. Bà đỡ không nói gì, bế đứa bé từ tay người đàn ông đi vào phòng. Một lúc sau, con gái của Harun cuối cùng đã bình an chào đời. Người vợ nhìn thấy hai đứa con rất hạnh phúc, người chồng cũng chúc phúc cho từng đứa con của mình. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Thì ra người của quan phủ nghi ngờ sự ra đời của đứa con Harun dẫn đến tai họa ngày hôm đó, nên bây giờ họ phải đưa đứa bé đi xử lý. Người đàn ông bàng hoàng đứng bất động tại chỗ không biết nên làm gì. Còn vợ anh ta Asita tức giận bước đến nói lý lẽ, tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra hai đứa bé, làm sao có thể là quái thai chứ? Nếu các anh dám nói linh tinh chúng tôi sẽ đánh đuổi các anh đi. Khung cảnh rất hỗn loạn. Lúc này bà đỡ bước ra, nói với mọi người nhà họ chỉ sinh ra một đứa bé, đứa còn lại nhất định có vấn đề. Asita kinh ngạc, cô bế đứa bé đến trước mặt Harun, chất vấn anh ta đứa bé này rốt cuộc đến từ đâu. Người chồng vẫn chưa biết nên giải thích thế nào. Một người phụ nữ cạnh đó liền cướp lấy đứa bé. Trong lúc cấp bách, Harun đành phải nói đứa bé đó là con của mình và một người phụ nữ khác. Mọi người đứng xem đều cười nhạo, nhưng Asita lại khóc rất thương tâm. Cô không ngờ chồng mình lại là người như vậy. Đứa bé được người đàn ông đưa về, nhưng Asita thì không cách nào yêu thương được nó nữa. Buổi tối đứa bé đói khóc oa oa. Harun muốn nhờ vợ giúp, nhưng người vợ không thèm đếm xỉa đến anh ta. Vì an toàn của đứa bé, anh ta cũng không chịu nói ra chân tướng sự thật cho vợ. Hết cách, Harun đành phải lóng ngóng dùng khăn mềm thấm sữa bò đút cho đứa bé. Asita một bên nhìn thấy cảnh này càng đau khổ hơn. Người chồng đến một câu cũng không thèm giải thích với cô. Trong bầu không khí nặng nề, Harun không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh ta cầu xin Asita cùng mình nuôi dưỡng đứa bé này, nhưng cô không rộng lượng như vậy. Harun dọa Asita nếu như cô không cùng mình nuôi đứa bé này lớn lên, mình sẽ đi khỏi nhà này. Nói xong anh ta ôm đứa bé đi về hướng cửa nhà. Asita gọi chồng lại, đồng ý với anh rời khỏi đây, sau đó mình sẽ cùng anh nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Nhưng hai người không biết, có một khó khăn lớn hơn đang đợi họ trước mắt. Đứa bé này vừa sinh ra trên người đã mặc áo giáp trụ. Người mẹ cho rằng điều này có nghĩa không tốt lành, nên thả đứa bé trôi sông để cậu tự sinh tự diệt. Trong thời khắc sóng thần sắp nhấn chìm đứa bé xuống lòng đại dương, một người đàn ông đã cứu đứa bé, sau đó đưa về nhà mình. Để không khiến mọi người nghi ngờ về lai lịch của đứa bé, người đàn ông đứng trước mặt vợ mình thừa nhận đứa bé Surya là con của mình và một người phụ nữ khác. Asita rất đau lòng, cô đã rất ghét Surya. Khi cậu bé lớn lên, cô càng tỏ rõ sự căm ghét. Thực ra Asita không biết Surya căn bản không phải con của chồng và người phụ nữ khác. Thân phận thật sự của cậu chính là con trai của thần mặt trời, là biểu tượng của may mắn. Mọi người mau like để hướng ké may mắn đi. Đối mặt với sự ghen ghét của mẹ, Surya không hề biết mình đã làm sai điều gì. Nhìn thấy mẹ đút cho em gái ăn cơm, Surya chạy về hướng hai người, hỏi mẹ có thể đút cho cậu một miếng không. Nhưng trong lòng Asita vẫn không thể chấp nhận Surya. Cô đặt miếng cơm vào trong bát, sau đó bảo con gái tự ăn. Nói xong cô cũng không thèm nhìn Surya một cái liền đi vào trong phòng. Trong lòng Surya rất hụt hẫng, nhưng may là em gái rất yêu quý cậu. Surya tự an ủi mình, cầm miếng cơm người mẹ vừa đặt vào bát, sau đó vui vẻ đút nó vào miệng ăn. Tất cả điều này đều bị ông nội và người bố cạnh đó nhìn thấy. Để an ủi Surya, buổi tối ông nội mời mọi người vào rừng tham quan xe ngựa. Những đứa trẻ khác đều bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ xe ngựa, chỉ riêng có Surya không cảm thấy có gì kinh ngạc. Lúc này một đứa bé nhân lúc mọi người không chú ý đã nhấn vào nút gì đó trên xe ngựa. Vài giây sau con ngựa phi nhanh như mũi tên bay ra ngoài. Trong lúc mọi người vẫn ngỡ ngàng, Surya chạy ra, cậu dùng hết sức đuổi theo con ngựa. Sau đó cậu bật một cái đã nhảy lên chiếc xe. Cậu bé cảm động ôm lấy Surya đã cứu mình. Surya không hề trì hoãn, cậu bé lại nhảy lên vị trí điều khiển xe, sau đó kéo sợi dây thừng để con ngựa dừng lại. Nhưng sức của cậu quá yếu, Surya vứt dây thừng ra, sau đó nhảy lên lưng ngựa, cuối cùng dựa vào sức lực của mình thành công chế ngự được con ngựa. Nhưng cậu không hề biết, cậu còn chinh phục được lòng tất cả mọi người ở đây. Em gái chạy đến bên cạnh Surya, tỏ ra vô cùng tự hào và khen ngợi anh trai. Asita lúc này cũng chạy về hướng hai đứa trẻ. Dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của Surya, người mẹ lại ôm chầm lấy em gái. Surya vô cùng thất vọng, rõ ràng cậu mới là người dũng cảm nhất. May là lúc đó người bố chạy đến an ủi cậu. Surya luôn khát khao tình yêu thương của mẹ, mặc dù rất buồn, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ tình cảm với mẹ. Hôm nay cậu nhìn thấy mẹ đang rửa bát, Surya lấy ra bảo vật tự phát nóng của mình, định tặng cho mẹ sưởi ấm tay. Nhân lúc người mẹ rời đi, Surya chạy đến vui vẻ giúp mẹ rửa nốt số bát còn lại.
sau đó đặt bảo vật ở đó rồi lặng lẽ rời đi. Người mẹ bước ra nhìn thấy bảo vật trong thau, tưởng là con gái ruột mình tặng, cô vô cùng cảm động. Cô cầm bảo vật vào trong nhà, nhìn thấy con gái ngủ say, trong lòng cô rất ấm áp. Đột nhiên Surya mở mắt để nhìn trộm phản ứng của mẹ, nhưng cử động này lại bị phát hiện. Người mẹ bấy giờ mới nghĩ ra đây là quà của Surya. Asita tức giận ném bảo vật xuống đất, đi đến trước giường ôm con gái rời đi. Điều này khiến trái tim bé nhỏ của Surya bị vỡ tan. Cậu bé đáng thương âm thầm lau đi những giọt nước mắt, sau đó mất ngủ cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ông nội người tận mắt chứng kiến chuyện tối qua cũng không chịu được nữa. Ông ta lớn tiếng chất vấn Asita, tại sao lại đối xử với con trai Surya của mình như vậy? Asita không muốn bị hiểu lầm, nên nói ra sự thật Surya không phải con ruột của mình. Còn Surya giả vờ ngủ trên giường, cuối cùng đã biết tại sao mẹ lại đối xử với mình bất công như vậy. Đứa bé bị bỏ rơi năm đó Surya vẫn chưa chết, cậu được một đôi vợ chồng nhận nuôi. Nhưng sau khi lớn lên Surya không hề vui vẻ, bởi vì người mẹ rất ghét cậu. Surya không biết vì sao, cho đến ngày hôm nay, cậu bé nghe được người mẹ chính miệng nói, mình không phải là con của bà sinh ra. Surya rất buồn. Để an ủi Surya, ông nội đưa hai anh em xuống núi để xem cuộc thi bắn tên. Đây là lần đầu tiên Surya nhìn thấy một nơi ngoài núi tuyết trong suốt 10 năm qua. Cậu bé rất vui, cậu đi đến chỗ tổ chức thi đấu, nhìn thấy cung tên được đặt trên cao đài, ánh mắt Surya hướng thẳng về nó. Cậu hy vọng có một ngày mình cũng có thể lên đó bắn cung. Surya không hổ danh là tượng trưng của may mắn, bởi vì những người tham gia đều không thể bắn trúng tâm bia. Ban tổ chức quyết định mọi người tự chọn ra một địch thủ ưu tú, nhưng không một ai dám đứng lên. Surya không đợi được nữa, cậu đứng ra nói mình muốn tham gia thi đấu. Mọi người xung quanh đều cười nhạo cậu bé, cảm thấy một cậu nhóc như vậy lên đài chỉ làm trò cười thôi. Nhưng Surya không chịu thua, cậu tự tin bước lên đài thi đấu, cầm cung tên lên nhắm chuẩn vào tâm bia, sau đó không chút do dự mà bắn mũi tên đi. Nhìn thấy cung tên bắn trúng đích, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, chuyện ngay cả người lớn cũng không làm được, nay lại bị một đứa trẻ con nhẹ nhàng hoàn thành. Mà người phản ứng mạnh nhất chính là vua cung tên ở đây. Ông ta kích động hỏi Surya, rốt cuộc là con nhà ai mà lợi hại như vậy? Surya không nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra tên của bố mẹ mình. Vua cung tên lập tức rút kiếm uy hiếp Surya phải rời khỏi đây. Hóa ra trước đây Surya được bố bế về, người trong làng đều gặp phải tai họa. Mọi người cho rằng tất cả xui xẻo này đều do Surya mang đến. Bọn họ bắt Surya mau rời khỏi đây. Vì an toàn của bọn trẻ, ông nội lập tức đưa hai đứa bé đi. Trở về nhà, Surya bị mẹ cầm gậy đánh, nhưng cậu căn bản không cảm thấy đau, bởi vì cậu chỉ chú ý đến bàn tay mẹ đang nắm chặt tay cậu. Người mẹ nhìn thấy Surya như vậy thì càng tức giận hơn, kéo cậu ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, Surya mới mỉm cười. Đây là lần đầu tiên mẹ chạm vào cậu trong suốt 10 năm qua. Hóa ra hơi ấm của mẹ lại ấm áp như vậy. Em gái lo lắng anh trai ở ngoài một mình sẽ buồn nên ra ngoài an ủi cậu. Nhưng Surya không hề buồn vì chuyện đó. Cậu quyết định sẽ tặng một món quà để mẹ bớt giận. Cứ như vậy Surya băng qua núi tuyết tự mình vào trong rừng săn bắn. Nhưng chưa bắt được con nào đã gặp phải gấu đen. Surya phát hiện cung tên của mình căn bản không làm nó bị thương, nên muốn dùng nắm đấm để đánh với con gấu đó. Vào lúc cậu định ra tay, một mũi tên bắn trúng vào gấu đen, con gấu sợ hãi vội vàng chạy trốn. Lúc này một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, thì ra chính anh ta là người cứu Surya. Surya vô cùng cảm kích, người đàn ông cũng rất khâm phục sự dũng cảm của cậu. Anh ta mời Surya đến nhà mình ăn cơm, đúng lúc cậu đang đói nên đồng ý ngay. Cậu đến nhà của người đàn ông đó, vợ của người đàn ông vô cùng sốc khi nhìn thấy Surya. Nhưng Surya không hề biết, người phụ nữ trước mắt lại chính là người mẹ ruột bỏ rơi cậu năm xưa. Thì ra người đàn ông ăn mặc đẹp đó không phải người bình thường, anh ta là vương tử của vùng đất này. Bởi vì trong một lần săn bắn, không may làm bị thương người phụ nữ, vương phi mãi chưa có con nên sốt ruột đi cầu xin thần giúp đỡ. Vì vậy thần mới ban Surya cho vương phi. Nhưng khi nhìn thấy áo giáp vàng trên người Surya, vương phi cảm thấy đây là điềm báo không tốt, nên không nói sự tồn tại của Surya cho vương tử biết, mà chọn lựa vứt bỏ cậu bé. Vương phi không ngờ Surya không chỉ không chết, mà bây giờ còn xuất hiện trước mặt mình. Cô muốn bù đắp tội lỗi của mình gây ra cho Surya trong suốt 10 năm qua. Surya cũng cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ. Cậu bé rất vui vì có một người đối xử với cậu tốt như vậy. Ở một bên khác, người bố phát hiện Surya mất tích vô cùng lo lắng, lập tức cùng ông nội cưỡi ngựa ra ngoài tìm kiếm. Hai người đã đến địa bàn của vương tử. Khi biết Surya vẫn bình an, người bố mới yên tâm thở phào một cái. Nhưng tiếp đó anh ta lại trở nên lo sợ. Anh ta nhớ lại những lời bà Mo từng nói với mình. Mẹ ruột của Surya cũng ở đây. Người bố sốt ruột muốn nhìn thấy con trai. Còn Surya lúc này đang chơi vui vẻ cùng với vương phi. Nhìn thấy bố Surya đi về phía ông, vương phi cũng biết cô và con trai phải từ biệt rồi. Cô không nỡ mà ôm chặt Surya vào lòng. Cậu cũng khóc mà ôm chặt lấy cô. Mặc dù người bố không nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con họ, nhưng anh ta và vương phi đều biết thân phận không bình thường của Surya, căn bản không hợp với cuộc sống ở đây. Surya đi theo bố về nhà. Người mẹ nói không thể chịu đựng sống những ngày như vậy nữa. Bà cầu xin Surya có thể an phận một chút không. Nhìn thấy mẹ như vậy, nước mắt của Surya lại chảy ra. Cậu chỉ muốn xuống núi tìm một món quà về tặng mẹ mà thôi. Nhưng mẹ không hề cho cậu cơ hội giải thích. Surya quyết định sau này không gây rắc rối nữa. Nhưng cậu không biết rằng mầm mống tai họa sắp tự tìm đến cậu rồi.